Seneca, Những bức thư đạo đức, cuốn sách triết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỷ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Hôm nay sẽ là bài viết Global Waste Trade, thương mại chất thải toàn cầu. Bài viết này được viết bởi tác giả HB Ngọc 1909 trên spyroom.com. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bài viết. Chắc các bạn cũng đã từng nghe đến các nước giàu vận chuyển rác thải nhựa sang các nước nghèo hơn để xử lý. Điều này đưa đến một nhận định chung là các nước giàu vẫn chưa có cách xử lý rác thải nhựa, đừng nói chi đến các nước nghèo như là Việt Nam. Và vì thế, chúng ta không nên sử dụng nhựa vì thực sự không có cách nào để giải quyết chúng cả. Vậy thì hôm nay, chúng mình hãy cùng nhau xem xét thêm vấn đề ship chất thải từ nước này qua nước kia ha. Thực trạng thương mại chất thải toàn cầu. Ngày 27 tháng 7 năm 2017, Trung Quốc ra chính sách Thanh kiếm quốc gia, The National Squat Policy, tuyên bố lệnh cấm nhập khẩu rác thải tái chế từ nước ngoài, bắt đầu có hiệu lực từ tháng 1 năm 2018. Lệnh cấm đột ngột của Trung Quốc xuất hiện khắp các mặt báo, khiến các nước phương Tây như là Mỹ, Canada, châu Âu, thậm chí là Nhật Bản, Hàn Quốc hoang mang, không biết sẽ phải ship rác của mình đi đến đâu. Hàng ngàn container chứa đầy rác thải nhựa được điều hướng đến các nước Đông Nam Á như là Thái Lan, Việt Nam, Malaysia. Kể từ đó, người ta mới nhận thức được một hiện tượng hay là một xu hướng đã tồn tại âm ỉ nhưng công chúng ít biết tới. Đó chính là thương mại chất thải toàn cầu, Global Waste Trade. Thương mại rác thải toàn cầu là xu hướng trao đổi, tức là vận chuyển, xuất nhập khẩu chất thải xuyên quốc gia, từ nước này sang nước khác, từ lục địa này sang lục địa khác. Trong đó, bên xuất khẩu rác nhờ bên nhận rác thải xử lý, thải bỏ hoặc là tái chế. Định nghĩa là như vậy, nhưng trên thực tế, rác thải được xuất khẩu thường là rác thải kém chất lượng, hỗn hợp, khó xử lý với số lượng rất lớn. Cùng một lượng lớn rác thải độc hại, thường được các nước giàu, các nước phát triển vận chuyển đến các nước nghèo, đang phát triển, những nơi không có đủ khả năng và hạ tầng để xử lý đống rác thải này. Vậy thì xu hướng xuất nhập khẩu này có phải chỉ mới xuất hiện gần đây hay không? Không đâu, xu hướng xuất nhập khẩu chất thải ra nước ngoài đã có từ rất lâu rồi. Và thậm chí là thời kỳ đầu những năm thập niên 90, các nước phát triển mới là điểm đến của quá trình trao đổi chất thải này. Họ nhập khẩu lượng rác lớn hơn rất nhiều so với các nước đang phát triển, vốn chỉ chiếm khoảng 18,7% vào năm 1992. Tuy nhiên, từ năm 1998 trở đi, lượng rác thải nhập khẩu vào các nước đang phát triển bỗng nhiên tăng vụt vụt, từ khoảng 20% lên đến trên 40% tổng lượng chất thải trao đổi của thế giới. Có hai dòng thải chính trong thương mại chất thải toàn cầu, một là từ Tây sang Đông, từ các nước phát triển phương Tây như là Bắc Mỹ và châu Âu đi về châu Á, và hai là đi từ Bắc xuống Nam, vẫn là từ các nước phát triển Bắc Mỹ và châu Âu xuống châu Phi. Và có phải chỉ có rác thải nhựa mới bị ship qua ship lại hay không? Không, rác thải nhựa chỉ là một phần trong mớ hỗn độn này mà thôi. Trong dòng chất thải được trao đổi, vận chuyển xuyên biên giới này có rất nhiều thứ, từ rác thải hỗn hợp, không được phân loại, khó xử lý, bao gồm cả nhựa, giấy, vải, rác sinh hoạt đến hóa chất độc hại, chemical waste, cho đáy sau quá trình đốt rác, chất thải hạt nhân, rác thải điện tử và cả các tàu chở hàng cỡ lớn hết tuổi thọ hoạt động cần tháo dỡ. Bởi vậy nên mới gọi là thương mại chất thải toàn cầu đó các bạn, không phải là chỉ rác thải nhựa thôi đâu. Lưu lượng dòng thải đến châu Á và Việt Nam. Biểu đồ lưu lượng trao đổi chất thải toàn cầu cho thấy những năm 90 chỉ có dưới 50 triệu tấn chất thải được chuyển qua các nước. Đến năm 2012, tổng lưu lượng chất thải trao đổi tăng lên khoảng 5 lần, đạt 222,6 triệu tấn vào năm 2011. Trong đống chất thải này, hiển nhiên thành phần mang lại sự chú ý của thế giới là rác thải nhựa và nhựa phế liệu. Rất nhiều phóng sự được ra đời kể từ khi Trung Quốc từ chối nhận rác thải vào năm 2018. Không phải vì trước đây vấn đề này không tồn tại, mà là vì nó nhận được rất ít sự chú ý. Trung Quốc là một trong những điểm tập kết lớn nhất của chất thải rắn từ khắp nơi trên thế giới, nhất là từ các nước phát triển. Từ năm 2016, hơn 15 triệu tấn rác thải, 16 tấn phế liệu và 2 triệu tấn phế thải được xuất khẩu trên toàn cầu, với 40% trong số đó đi về Trung Quốc. Trước lệnh cấm đầu năm 2018, Trung Quốc là điểm đến của hơn 50% rác thải nhựa trên tổng dòng rác thải nhựa trao đổi trên toàn cầu.
8,8 triệu tấn trên 14,3 triệu tấn của toàn thế giới. Và khoảng 70,6% trong số này bị chôn lấp hoặc xử lý kém, dẫn đến hàng loạt những vấn đề môi trường nghiêm trọng. Lưu lượng rác thải nhựa trao đổi trên toàn thế giới, phần màu ở giữa là lưu lượng rác thải nhựa đến từ Trung Quốc, chiếm đến 1/2 tổng lưu lượng toàn cầu. Trong đó, các khách hàng lớn nhất là Nhật, Mỹ, Đức, Thái Lan, Indo, UK, Hàn Quốc, Bỉ, Mexico và Hồng Kông. Sau lệnh cấm tháng 1 năm 2018, tổng lưu lượng xuất khẩu giảm và lưu lượng rác thải nhựa đến Trung Quốc vào tháng 2 năm 2018 giảm đến 95% so với trước lệnh cấm. Vậy ai là những khách hàng lớn nhất của dịch vụ xử lý rác hộ của Trung Quốc? Đó là Nhật Bản, Mỹ, Đức, Thái Lan, Indonesia, Anh, Hàn Quốc, Bỉ, Mexico và Hồng Kông. Không những thế, còn hơn 81 quốc gia khác. Lẽ dĩ nhiên khi đường dây xử lý rác hộ này bị đánh sập và ngừng hoạt động, rác thải của các nước khách hàng này sẽ phải tìm bến đỗ mới và hàng nghìn container chứa đầy rác thải đã cập bến. Có phi pháp hay không thì tôi cũng chả biết. Vào các nước Đông Nam Á lân cận như là Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Philippines. Rất nhiều phóng sự trên các báo đài quốc gia phát triển đã khai sáng cho người dân của họ về tình trạng phần lớn rác thải của họ đang được ship tới các nước nghèo hơn. Ví dụ, một phóng sự năm 2019 trên một kênh truyền hình của Nhật Bản đưa tin về việc rác thải của họ đang được ship tới Việt Nam và xử lý tại một làng ngoại thành Hà Nội. Và đài DW của Đức đưa tin về tình trạng rác thải của Đức đang nhấn chìm Đông Nam Á. Sau lệnh cấm này, tổng lưu lượng rác thải nhựa trao đổi sụt giảm 45,5%. Xuất khẩu rác thải tái chế của Mỹ nửa đầu năm 2018 sau lệnh cấm giảm 1/3 so với những năm trước đó, từ khoảng 950.000 tấn xuống còn 660.780 tấn. Không thể nhập khẩu vào Trung Quốc, lượng rác này được điều hướng sang Thái Lan khoảng 91.505 tấn và sang Malaysia 157.299 tấn và sang Việt Nam 71.220 tấn. Đứng trước áp lực lớn từ lượng rác thải phế liệu được điều hướng vào từ các nước ngoài sau khi Trung Quốc ngừng nhập khẩu như vậy, chính phủ các nước như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan đã cố gắng kiểm soát chặt chẽ hơn việc nhập khẩu phế liệu từ năm 2018. Trong khi đó, Việt Nam và các nước đang phát triển vẫn đang vật lộn với một số lượng lớn chất thải từ chính trong nước và thiếu thốn, tụt hậu về hạ tầng, thiết bị xử lý chất thải rắn. Ở một mặt khác, nhiều doanh nghiệp làm trong ngành tái chế đang lo ngại rằng cấm nhập khẩu phế liệu sẽ ảnh hưởng tới công việc kinh doanh, sản xuất của họ vì thiếu nguồn cung. Trên thực tế, Việt Nam đang sử dụng phần lớn nguyên liệu giấy tái chế, hạt nhựa tái chế nhập khẩu từ nước ngoài cho hoạt động sản xuất của chính mình. Tại sao rác trong nước lại không chịu xử lý, tái chế, dùng làm nguồn cung mà phải dùng đến phế liệu nhập từ nước ngoài? Điều này thì cũng dễ hiểu thôi, hiện tại trong nước vẫn chưa có được một hệ thống thu gom đồng bộ, hoàn thiện. Người dân cũng không có thói quen phân loại rác tốt, dẫn đến một lượng rác lớn có thể tái chế, nằm lẫn trong rác thải sinh hoạt, hữu cơ, độc hại. Trong khi một số nguồn rác phế liệu có chất lượng thấp từ nước ngoài đã được xử lý, phân loại một phần, lượng tạp chất cũng đã khá thấp, đạt quy chuẩn kỹ thuật để được xuất nhập khẩu. Ví dụ Indonesia đặt giới hạn tạp chất là dưới 2%, là nguyên liệu đầu vào rẻ, có chất lượng hơn. Để làm cho nguồn rác thải nội địa trở thành một phần nguyên liệu tái chế hấp dẫn hơn nguồn ngoại nhập, chúng ta cần phải cải thiện độ phủ và hiệu quả của hệ thống thu gom, phân loại rác trong nước với độ sạch và chất lượng cao hơn để tận dụng nguồn nguyên liệu địa phương này. Việc này sẽ giúp thỏa mãn cả việc tìm nguồn cung cho ngành sản xuất tái chế, cũng như giải quyết bài toán quản lý rác thải trong nước. Tại sao lại có hiện tượng này và hệ lụy? Đơn giản thôi. Thứ nhất, cái nào dễ hơn, có lợi hơn về mặt kinh tế và hiệu quả thì người ta làm. Thứ hai, đây đơn giản có thể xem là quan hệ cộng sinh, hợp tác và cũng là một bài toán kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Xuất nhập khẩu rác có thể xem là một quan hệ cộng sinh, hợp tác khi mà nội tại địa phương, nơi rác thải được tạo ra không có đủ cơ sở hạ tầng phù hợp, chi phí để xử lý rác. Mà bạn lại biết một nơi nào đó có cơ sở hạ tầng, trình độ, thiết bị và công nghệ hiệu quả để xử lý rác một cách hiệu quả hơn, thì bạn có bắt tay hợp tác với bên kia hay không để giải quyết vấn đề rác thải của bạn? Nhập khẩu rác thải phế liệu cũng là một trong những cách tận dụng nguồn nguyên liệu giá rẻ, đặc biệt là khi rác thải và phế liệu đã được phân loại và làm sạch để phục vụ cho sản xuất nguồn nguyên liệu nguyên sinh, có chất lượng quá đắt đỏ. Đương nhiên,
một mối quan hệ hợp tác đúng nghĩa phải có sự đồng thuận của cả hai bên giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ. Với giá cả, chi phí được thỏa thuận hợp lý và có thể kiểm soát về chất lượng quy trình đúng theo thỏa thuận. Nếu xuất nhập khẩu rác thải là một lựa chọn dễ dàng hơn, ít tốn kém hơn về mặt kinh tế, giúp bạn gỡ bỏ gánh nặng so với việc phải đầu tư thiết bị xử lý, tái chế thì rõ ràng người ta sẽ chọn phương pháp nhập khẩu rác thải. Ví dụ cho các mối quan hệ hợp tác lành mạnh và tích cực như là Phần Lan ship rác thải thủy tinh cho một nhà máy xử lý thủy tinh ở UK hoặc Hà Lan để xử lý. Hoặc giống như việc thu gom xử lý rác thải tập trung vậy thôi, nhưng ở mức độ xuyên quốc gia. Tuy nhiên, chúng ta có thể hoàn toàn nhận ra những mặt trái của hiện tượng này. Đó là khi rác thải được xuất nhập khẩu mà không có sự đồng thuận của cả hai bên. Người nhận bị ép nhận mà không có đủ tiềm lực xử lý rác thải, người gửi cũng chỉ vứt qua đấy, không trả tiền, không đầu tư cơ sở hạ tầng, không quan tâm đến rác thải của mình có được xử lý như thế nào. Chỉ cần chút được cái gánh nặng đó rồi bỏ mặc cho người dân ở nơi nhận sống trong môi trường mất vệ sinh, ngập rác thải. Và dễ hơn, ở đây tức là bao gồm cả sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, rà soát của cơ quan hành pháp và hoạt động của các nhóm tội phạm có tổ chức như các đường dây buôn lậu và tham nhũng ở các nơi nhận rác nữa. Nhiều người, nhiều tổ chức làm những điều phi pháp, phi đạo đức đơn giản chỉ là vì họ có thể. Sẵn sàng đánh đổi an nguy của rất nhiều người chỉ để đổi lại cái lợi nhuận gì đó cho riêng mình. Điều này làm mình nhớ đến vụ đổ dầu thải làm ô nhiễm nguồn nước sông Đà vào tháng 10 năm 2019, dẫn đến hàng nghìn hộ dân ở Hòa Bình, Hà Nội lao đao trong cơn khát nước sạch, phải ra siêu thị tích trữ nước bình, nước chai và mất gần 2 tuần để khắc phục sự cố. Cúp nước một ngày đã thấy khó chịu, đằng nay cả gần 2 tuần phải đi mua nước bình hoặc đợi xe chở nước đến để nhận nước sạch. Ở mặt tối nhất của thương mại chất thải toàn cầu, ta sẽ thấy những người dân ở tầng lớp đáy của xã hội, ở những nước nghèo bị chôn vùi, bỏ mặc trong đống rác thải độc hại, mất vệ sinh mà không phải là do họ tạo ra. Sức khỏe con người xuống cấp, nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, nhiễm độc do phải tiếp xúc rất nhiều với rác thải, cùng với sự xuống cấp của môi trường và hệ sinh thái xung quanh là những tác động chính mà người dân của nước nhập khẩu rác đang phải chịu đựng. Đặc biệt là nếu họ không được trang bị công nghệ hay cơ sở hạ tầng hợp lý để xử lý đống rác đang được tống vào nhà của họ. Trong vài thập kỷ gần đây, có khá nhiều vụ scandal cho thấy mặt tối của xu thế trao đổi chất thải xuyên biên giới này đã khiến cho nhiều quốc gia phải suy xét lại về đối sách của mình đối với dòng rác thải toàn cầu này nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân của mình. Trường hợp 1. Vụ tàu hàng Hiansi năm 1986 chở 14.000 tấn tro đáy từ các nhà máy đốt rác Philadelphia, Pennsylvania đi tìm chỗ để đổ. Trước đó, tro từ các nhà máy này thường được vận chuyển đến New Jersey để đổ, nhưng mà bang này đã từ chối, không nhận thêm tro nữa từ năm 1984. Tàu hàng Hiansi này sau đó đi xuống các nước Nam Mỹ, Châu Phi và Châu Á để tìm chỗ đổ. Nhưng suốt hơn 2 năm trời bị từ chối bởi một loạt các quốc gia như là Bahamas, Dominican Republic, Honduras, Panama, Bermuda, Guinea-Bissau, Dutch Antilles, Senegal, Morocco, Yugoslavia, Sri Lanka và Singapore. Dù đã 2 lần thay tên đổi họ để giấu danh tánh, họ chỉ đổ được 4.000 tấn xuống Haiti dưới danh nghĩa phân bón mặt. Và sau khi tổ chức Greenpeace thông báo cho chính quyền Haiti, thì Bộ trưởng Thương mại Haiti ra lệnh cho tàu hàng này thu lại 4.000 tấn tro này, nhưng họ đã quất ngựa truy phong. Cuối cùng, sau hơn 2 năm trời bị đuổi hơn cả đuổi ta, không tìm được chỗ đáp, họ đã đổ 10.000 tấn tro còn lại xuống biển Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Vụ việc này đã trở thành tiền đề của Hiệp định Basel về việc xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại. Trường hợp thứ 2, y vận chuyển hóa chất độc hại và xả thải tại thị trấn Koko, Nigeria. Năm 1988, hai công ty của Ý đã sắp xếp để xả thải 18.000 thùng hóa chất độc hại xuống một thị trấn đánh cá nhỏ tên là Koko ở Nigeria. Họ đã cố tình dán nhãn phân bón cho những thùng này và lừa một người công nhân về hưu mù để ông đồng ý cho họ đổ hóa chất độc hại này ở sau vườn nhà với giá $100 mỗi tháng. Những hóa chất này bị để lộ thiên giữa ánh nắng mặt trời và gần nơi nhiều trẻ em chơi đùa. Cuối cùng chúng đã rò rỉ xuống nguồn nước của thị trấn, dẫn đến 19 dân làng tử vong vì ăn phải gạo nhiễm độc ở một nông trại gần đấy.
những vụ việc này phản ánh sự bất công, hệ quả nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe của con người, của xu hướng vận chuyển chất thải từ các nước giàu sang các nước nghèo và đang phát triển, và mang đậm tính chất của chủ nghĩa thực dân. Không chỉ là làm giàu trên tài nguyên của các nước nghèo mà còn đang lợi dụng để họ gồng gánh những gánh nặng độc hại của những nước giàu. Phản ứng và nỗ lực của quốc tế trong việc cắt giảm tình trạng thương mại chất thải toàn cầu. Vốn được xem là một trong những thành tổ góp phần tạo ra ô nhiễm nhựa, ô nhiễm môi trường và nguy hại đến sức khỏe con người, nhiều tổ chức quốc tế đã và đang đấu tranh để kìm hãm và loại bỏ dần xu thế trao đổi rác thải xuyên biên giới này. Ít nhất là hạn chế những mặt tối, hạn chế những dòng chảy chất thải từ các nước giàu vào nước nghèo, hạn chế sự thực dụng này. Sau một thời gian dài làm công xưởng tái chế rác của thế giới, cùng với hàng tá những hệ lụy của cả môi trường sống và sức khỏe của người dân chính nước mình, cộng với việc suốt ngày bị chỉ trích là nguồn cơn gây ra việc rò rỉ rác thải nhựa tại đại dương, Trung Quốc cùng với chính sách thanh kiếm quốc gia đã cấm nhập khẩu rác thải tái chế từ nước ngoài vào. Và gần đây nhất, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu hoàn toàn các loại rác thải ngoại lai vào Trung Quốc để ngăn ngừa ô nhiễm, đồng thời truy quét nạn buôn lậu phế liệu rác từ nước ngoài vào. Các nhà nghiên cứu dự đoán trong tương lai, với đà tăng trưởng thần tốc như bây giờ, Trung Quốc có thể trở thành nước xuất khẩu rác. Các nước ở Đông Nam Á được coi như là điểm đến hot nhất sau lệnh cấm của Trung Quốc, cũng đã ban hành lệnh cấm nhập khẩu rác thải từ phương Tây, trả về hàng nghìn container rác được nhập lậu về để bảo vệ môi trường sống của nhân dân mình. Đấy là phản ứng của các quốc gia đơn lẻ, thế còn quốc tế thì sao? Sau năm 1989, sau vụ việc tàu chở chó đáy Kianxi 1986 và vụ thị trấn Coco 1988, một hội nghị được triệu tập và thông qua Hiệp ước Versailles với sự tham dự của 199 quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm giảm thiểu việc vận chuyển chất thải độc hại xuyên quốc gia, đặc biệt là ngăn chặn dòng rác thải độc hại từ các nước phát triển đến các nước kém phát triển hơn. Tháng 12 năm 2006, Hiệp ước được mở rộng thêm các rác thải điện tử và tháo dỡ tàu biển vào vi phạm kiểm soát của Hiệp ước. Mỹ và Haiti là hai quốc gia, cho đến thời điểm tháng 10 năm 2018, đã ký hiệp ước nhưng lại không phê chuẩn và thực thi hiệp ước này. Phải nói lệnh cấm năm 2018 của Trung Quốc đã đánh vào đầu các nước, đặc biệt là các nước phát triển, một hồi chuông cảnh tỉnh khiến họ phải suy nghĩ lại về chiến lược quản lý rác thải và thúc đẩy nhiều tổ chức quốc tế tham gia vào việc điều tiết, quy định và kiểm soát dòng rác thải toàn cầu cho kịp thời. Tháng 5 năm 2019, nhận thấy tính cấp bách của khủng hoảng rác thải nhựa, Liên Hợp Quốc và 187 nước thành viên đã họp bàn và đồng thuận đưa rác thải nhựa vào phạm vi kiểm soát của Hiệp ước Versailles. Đòi hỏi các nước tạo ra rác thải phải có được sự đồng ý của nước nhận trước khi xuất khẩu rác thải và cấm xuất khẩu rác thải nhiễm bẩn, độc hại và khó tái chế. Liên minh châu Âu cũng ra quy định mới hạn chế xuất khẩu rác ra khỏi vùng châu Âu, tham vọng thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn trong nội bộ châu Âu. Mỹ vẫn chưa đồng thuận và thực thi hiệp ước này. Và đến tháng 3 năm 2021, vẫn tiếp tục xuất khẩu một lượng lớn rác thải của mình ra nước ngoài. Tuy nhiên, Reuters đưa tin, Malaysia đã chấp nhận một container rác thải nhựa từ Mỹ vào tháng 3 năm 2021, sau khi kiểm tra và kết luận rằng container này chỉ chứa rác thải sạch và có thể tái chế được. Có nước nào xử lý nội địa tốt rác thải của họ hay không và vì sao? Trời ơi! Vậy thực sự không có ai biết cách xử lý rác thải nhựa như thế nào ư? Không có ai xử lý tốt rác thải của họ hay sao? Có chứ, có những nước đang nỗ lực xử lý rác thải của họ và hạn chế xuất khẩu rác thải tới những nước kém phát triển hơn. Cũng có những nước có khả năng xử lý rác thải nhưng lại bị cái hà tiện và họ không chọn xử lý rác thải của mình mà đùn qua cho nước khác mà thôi. Trước đây, mình đã từng viết việc gửi rác đi nước khác không thể hiện rằng chúng ta không có trình độ hay khả năng tái chế. Mà nó giống như việc bạn muốn lên chức, nhưng vì lười trải qua mấy năm học hành gian khổ nên bạn chọn người đi thi hộ, làm bằng giả để có được kết quả mà không cần bỏ ra quá nhiều nỗ lực. Người đi thi hộ, làm bằng giả rất có năng lực mới đi làm giùm người khác, và cũng phải có sự đồng thuận và được nhận lại một khoản thù lao nào đó thì mới đồng ý làm. Đúng rồi, Trung Quốc phải chấp nhận thì người ta mới xuất khẩu rác qua được chứ. Nhưng khi rác nhập khẩu trở nên quá sức đối với Trung Quốc, khi đầu têu của đường dây đi thi hộ làm bằng giả là Trung Quốc quá mệt mỏi và nhận ra cái giá của việc nhập khẩu rác này lên đến môi trường nước mình và ngưng nhận dịch vụ này vào đầu năm 2018 thì các nước bắt đầu phải tự lập, tự thân vận động trong việc xử lý rác của mình.
khi nhờ người khác thi hộ lấy bằng giả, các nước xuất khẩu rác sẽ phải phụ thuộc vào một nước xử lý rác cho mình. Họ có thể lâm vào thế bí khi chính sách của nước nhập khẩu rác thay đổi, hoặc không nhận rác thải nữa, hoặc quy mô xử lý của họ bị tụt lại so với sự tăng trưởng của lượng rác cần xử lý. Đó cũng là nguyên nhân gây khủng hoảng, hoang mang cho các nước lệ thuộc vào Trung Quốc khi Trung Quốc chấm dứt đường dây xử lý rác hộ này. Tuy nhiên, mặt tích cực của lệnh cấm này của Trung Quốc là làm lộ ra thực trạng thương mại chất thải toàn cầu, giúp công chúng hiểu rõ hơn về sự bất công và những vấn đề tiềm ẩn của đường dây này, giúp chính phủ và các tổ chức kiểm soát tốt bắt buộc các nhà nước giàu, những nơi tạo ra rác thải nhiều nhất phải xử lý rác của chính họ, để họ tăng cường khả năng tự xử lý rác của chính mình, đồng thời giải tỏa áp lực cho các nước nghèo đang phát triển để họ có thời gian hoàn thiện hệ thống xử lý và quản lý rác thải của chính mình. Sau lệnh cấm này, các nước giàu và phát triển đứng trước ba lựa chọn. Một là đầu tư lại hạ tầng xử lý rác nội bộ trong nước. Hai là vẫn tiếp tục xuất khẩu rác, nhưng đẩy chất lượng rác phế liệu lên cao để phù hợp với quy định của Hiệp ước Basel và có thể có được sự chấp thuận nhập khẩu từ các nước đích đến. Ba là tìm phương pháp cắt giảm lượng rác thải tạo ra nội tại. Mình cho đây là những điều tích cực cần thiết mà lệnh cấm năm 2018 của Trung Quốc tạo ra được và nó sẽ là bước đệm để giải quyết khủng hoảng rác thải trên toàn cầu. Tất nhiên, tự lập tự cường, tự xử lý được rác thải của chính mình là tốt. Tuy nhiên, không có ai có thể đóng cửa bế quan tòa cảng, chơi một mình được cả. Giống như Việt Nam xuất khẩu lúa gạo, trái cây tốt thì cũng cần đến thị trường tiêu thụ. Hay là Mỹ xuất vaccine thì cũng cần phải phân phối đến thị trường nước ngoài để tiêu thụ. Tuy nhiên, hợp tác khác, lợi dụng khác. Điều quan trọng là chúng ta cần giữ mối quan hệ trao đổi này công bằng, bình đẳng, tránh để nó đi theo chiều hướng lợi dụng và bóc lột. Mình cũng không dám nói trước rằng một đất nước nào đó xử lý tốt rác thải nội địa của họ vì mình chưa đọc được hết, cũng như chưa đi hết, biết hết về hệ thống của họ. Một số nước như là Đức, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy cũng xếp hạng cao về hệ thống xử lý rác thải, nhưng một lượng lớn rác thải của họ cũng được ship đi các nước khác. Đức xuất khẩu 1 triệu tấn rác thải qua Malaysia và Hà Lan trên tổng 30 triệu tấn rác mỗi năm, nhiều nhất châu Âu. Đức cái số liệu của họ cũng khá là dễ tìm, minh bạch, được post trên các trang dữ liệu thống kê quốc gia và các đài truyền hình quốc gia của họ cũng đang lần lượt thực hiện các phóng sự kiểu rác của chúng ta thực chất đã đi về đâu. Nhưng nhìn chung thì họ có hệ thống thu gom, phân loại rất là tốt và rác thải đã được phân loại của họ cũng khá là sạch. Và họ đang hướng tới cắt giảm hoàn toàn, xử lý rác bằng cách chôn lấp, thay bằng đốt thu hồi năng lượng và tăng tỷ lệ tái chế. Nội bộ châu Âu cũng có khá nhiều nước đang nhập khẩu rác để xử lý hộ các nước láng giềng như là Thụy Điển, nhập rác hỗn hợp để đốt thu hồi năng lượng cho hệ thống sưởi. Hà Lan nhập khẩu rác nhựa và thủy tinh với các quy định mới của Hiệp ước Basel. Hy vọng họ sẽ giữ được dòng vật liệu của mình hoàn toàn nội bộ trong châu Âu, tăng cường khả năng tái chế và giảm thiểu việc xuất khẩu rác đến các nước nghèo hơn. Tuy nhiên, một trong những mô hình tuần hoàn mà các nước Bắc Âu và Đức đã và đang làm rất tốt với chai nước giải khát PET, lon nhôm và chai thủy tinh thông qua hệ thống Deposit Return Scheme. Tại mình đọc được mỗi bài báo của Đức về vấn đề này thôi, chứ không phải nói các nước khác không thể làm được nhen. PET thu hồi được qua mô hình này là loại rác rất là sạch, ít tạp chất, tỷ lệ thu hồi rất cao, khoảng 90-97%. Rác HDPE và rác Double P cũng được thu hồi và tái chế khá là tốt. PVC cũng được thúc đẩy tái chế qua dự án Venus Plus của EU. Trên thực tế, từ hồi Trung Quốc còn nhập khẩu rác từ khắp nơi trên thế giới và cả sau đó thì một lượng lớn rác thải nhựa đã được phân loại thành 6 loại phổ biến là PE, PS, PVC, PET và PP và các loại khác rồi tái chế đấy, nên tái chế là có thật mà. Phần Lan cũng đang tạo ra một lượng rác thải rất là lớn, đặc biệt là rác hỗn hợp, lớn hơn khả năng xử lý của họ, nên họ cũng phải ship rác thải qua Thụy Điển và Estonia để đốt thu hồi năng lượng. Phần Lan đang thực hiện các chiến dịch thúc đẩy phân loại và tái chế tốt hơn, đặc biệt là cắt giảm lượng rác thải hỗn hợp đi. Kết. Đã từ lâu, mình luôn cho rằng việc ô nhiễm rác thải nhựa ở đại dương chỉ là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang đối mặt với không chỉ cơn khủng hoảng rác thải nhựa mà còn là khủng hoảng chất thải nói chung. Chúng ta tạo ra rất nhiều chất thải, nước thải, hóa chất, rác thải nhưng lại lúng túng, không có kế hoạch, chiến lược xử lý chúng một cách đúng đắn, hiệu quả mà đùn đẩy sang cho người khác. Một số trong chúng ta lại còn lợi dụng người yếu thế hơn,
nghèo đói hơn để gồng gánh những thứ dơ bẩn độc hại mà chúng ta đang tạo ra. Một số khác thì đánh đổi sức khỏe, môi trường để kiếm trác. Chúng ta không phải không có quy trình hay công nghệ xử lý tái chế, mà chỉ là vì chúng ta đang từ chối đối mặt, đang trì hoãn cơn sóng chuẩn bị ập lên đầu chúng ta mà thôi. Nhựa có thể tái chế được, không phải là lời nói dối. Tái chế nhựa là việc làm có thực, khả thi, giúp tiết kiệm tài nguyên tự nhiên, tiết kiệm kinh tế. Chỉ là chúng ta đang tự lừa dối nhau bằng cách sống ảo, hứa hẹn sẽ là tái chế, nhưng thực sự lại không bỏ công sức vào việc tái chế và xử lý rác thải mà thôi. Là một người dân bình thường, bạn có thể làm gì? Bạn có thể đọc và tìm hiểu thêm về thực trạng thương mại chất thải toàn cầu, giáo dục người thân và bạn bè để họ có ý thức vì điều này. Rồi thì bạn có thể tìm hiểu xem rác thải của mình được xử lý như thế nào, thúc đẩy thói quen phân loại rác và cải thiện hạ tầng xử lý rác thải cho bạn. Bạn cũng cần phải tham gia phản đối chính sách bóc lột, dùng những nước nghèo hơn như là bãi rác của nước giàu và trở thành camera chạy bằng cơm giám sát hoạt động xả thải rác và các chất thải phi pháp. Như thế là bạn đã góp phần rất lớn vào việc cải tổ hệ thống xử lý và quản lý rác rồi. Và đồng thời, nhớ sử dụng tài nguyên một cách tiết kiệm, hiệu quả, tiêu dùng có ý thức, tiêu thụ có trách nhiệm, cắt giảm lượng rác thải của chính mình nếu có thể các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã đọc một bài thật là dài. Huỳnh Bảo Ngọc, 11 tháng 5 2021. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Đây là Spy Room, còn mình là Pink Dot. See ya!